Chào kênh Như Tiến. Chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tên là gì? Kênh tên là gì? Họ mà đằng sau đấy bẩn lắm con ơi. Đây là nhà đồng tài trợ của chương trình chúng ta. Được chưa mẹ? Hả? Sắp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phóng Yến Chibi Official. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vlog mãi Yến mới mời được, gọi là cái nhân vật Camel. Em trai Camel, mời để quay cái clip này. Ngày hôm nay thì sẽ làm những câu hỏi mà mọi người muốn hỏi về Hoàng Yến Chibi Official. Không, về em nữa, về hai chị em mình. Thì đó, thì hôm nay thì mình sẽ ngồi đây và giải đáp thắc mắc cho mọi người. Được không? Được. Câu hỏi đầu tiên là thích nhất điểm gì ở người kia? Thích nhất là dạo gần đây thôi. Chứ ngày hồi bé thì chả thích nó tí nào. Dạo gần đây là nó rất nghe lời. Được cái rất là nghe lời và hiểu chuyện. Nói chung là lòng người đàn ông khá hiểu chuyện. Thích nhất những cái điểm của chị thì rất nhiều điểm thích. Thích nhất cơ mà. Thích nhất á hả? Ừ. Thích nhất thì chị là chị của mình. Đấy là điểm mình thích nhất. Thế rồi. Và thứ hai là ghét nhất điểm gì ở người kia? Đoạn này cắt nha các bạn, không có gì để xem đâu. Tôi ghét mình nhiều lắm luôn ấy. Thế hả? Thế là lý do nên cắt đấy. Ghét nhất ở thằng Tiến là mặc dù nó sẽ làm nhưng mà nó vẫn là rất hay nói. Ví dụ kiểu mình nhờ nó tắt đèn đi, mình đi ngủ mình nhờ nó tắt đèn thì nó sẽ kiểu sao là em nhờ sao vậy, cứ nhờ em, nhờ mệt cứ nhờ có tay có chân không đấy. Nhưng mà vẫn sao ý là kiểu vẫn làm nhưng vẫn nói, hiểu không? Điểm không thích. Nhưng mà các bạn có thể nghe thấy cái lý do là chị ở trong phòng, chị đi ngủ các bạn ạ. Chị nhắn tin sang cho tôi. Mà hai phòng là cách nhau. Hai chị em ở riêng. Hai bước chân thôi. Hai phòng riêng. Mà gọi sang để tắt cái đèn thì thấy câu chuyện nó... Lúc đấy buồn ngủ rồi, hiểu không? À, đèn gì? Đèn trong phòng chị đúng không? Đúng rồi, có cả đèn toilet nữa kia các bạn. Sao thì em ghét chị ở điều gì nhá? Ghét chị ở điều gì nhất à? Em thì em ghét nhất chị ở cái điều trước đây thôi. Nhưng mà hiện tại là thấy là cũng đã có cái sự thay đổi, xem xét lại rồi. Thì trước đây ấy, chị tính chị hơi gọi là bao quát quá và kiểu muốn mọi sự nó theo được những cái ý mình. Nhưng mà sau khi mà nó có những cái thay đổi nhất định thì em thấy được là cái phần đấy chị không còn đặt quá nhiều kỳ vọng. Thì khi đó mọi chuyện nó sẽ diễn ra nó suôn sẻ hơn một chút. À, tức là ý là thấy chị cầu toàn quá thì không thích. Không những là cầu toàn mà chị ép người khác cầu toàn theo chị. Giờ đấy, ý em muốn nói là đúng như thế. Kiểu chị bắt em một ngày nấu cơm 3 bữa ấy, em đấy. Đấy là cái ví dụ thôi. Còn thực sự ra thì em cũng không làm đâu. Đấy. Đâu là điểm chung giữa cả hai? Chắc là nghệ thuật, ca hát. Tớ cũng thích ca hát nhưng mà có thể không theo được, nhưng mà vẫn hàng ngày giống lên vài lời ca. Đúng rồi. Nói chung là hai đứa đều thích nghệ thuật. Đúng rồi. Chị có gì muốn chia sẻ? Đây là phần em chia sẻ rồi. Em chia sẻ đúng phần chị muốn nói rồi. Chị chỉ ngồi ăn thôi. Kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất mà hai chị em có với nhau là gì? Kỷ niệm đẹp nhiều nhất là à. Yến nhớ là lúc mà Yến với cả Tiến ở cái nhà ở Trương Định ấy. Trương Định à, lắp ghép á. Lắp ghép 80 rồi... cái chuồng. Không, điên à. Trong mình bảo một chút tép đít cho bạn. Ngày xưa mọi người biết là hay có cái băng mình gọi là cái gì nhỉ? Mẹ cái băng thuê ngày xưa là băng video. Gì? Băng video mà băng video ấy, xoay để tua lại rồi tua xong lên rồi. Ngày xưa nhà mình nhiều băng đấy lắm. Thế là Yến với cả Tiến là hay giật lấy, đúng không? Không, lấy mấy cái băng ấy ra xong xếp thành nhà đó. Ý là ngày xưa nhà mình thuê hay là gì đấy. Không, rất nhà nhiều cái, rất là nhiều cái băng đấy. Bởi vì mẹ mình hay cho mình xem các chị mắt ngọc hả? Với cả nhóm mây trắng. Thế là nhà mình nhiều cái băng đấy lắm. Tớ chỉ nhớ là rồi. Có băng đấy, thực ra là nội dung gì tớ cũng chả nhớ. Với cả cái mà hay nhất là mình không biết mọi người có hay không, nhưng mà chị em mình thì đã từng trải nghiệm qua, đó chính là bật quạt lên xong rồi mở cái vỏ chăn ra chui vào trong. Đó, đều. Cái đấy là một cái rất là đáng nhớ. Thế thôi hả? Ừ. Kỷ niệm đáng nhớ chị đấy hả? Ừ.
Mấy cái đấy nó cũng vui, em cũng nhớ. Nhưng mà ý là để mà đáng nhớ nhất thì em sẽ cũng chọn những cái đấy. Đáng nhớ nhất là hả? Đáng nhớ nhất tôi nghĩ là cái khoảnh khắc mà lên sân khấu với mẹ, với chị. Bắt đầu sâu sắc đấy. Để nhận và giải ấy. Nó chị cũng rất là quan trọng. Không, nó gọi là cái gì nhỉ? Cái chương trình mình tham gia xuất bản nhỉ? Sao? Không. Học viện ngôi sao. Đấy, chương trình học viện ngôi sao. Thì rất là vui. Xúc động nó không nói lên lời. Ủa cũng nhiều khoảnh khắc cùng chị đi nhận giải lắm mà. Nhiều thì chị bảo là đáng nhớ nhất mà. Ừ, sao lại nhớ cái lần đấy? Tại vì là cái học viện ngôi sao ấy, nó không chỉ là một cái chương trình mà chị đã thi qua, mà nó lại còn là một trong những bước đệm quan trọng. Nó qua cái đợt đấy thì nó thay đổi nhiều, và trước cái đấy thì cũng có nhiều thay đổi khiến cho cái khoảng thời gian đấy nó là đáng nhớ nhất. Nhưng cái người còn lại trong ba từ nói nhiều khó chịu, hay bảo nấu cơm mà không nấu các bạn ạ. Ba cái điều tôi thấy hiện tại chơi em nhiều. Rất là hay giảng đạo cho chị, nhưng mà sau đó hay làm ngược lại. Là người đàn ông ở nhà thì người kia có tên gọi là gì? Tại sao lại đặt tên là như vậy? Hay đây là cua. Nói các bạn. Ngày xưa mình hay gọi cua cua. Xong mình cũng hay gọi cua. Bây cua, giờ tớ vẫn là cua. Xong rồi mình hay bảo mẹ là tại sao không đặt tên con ngày xưa. Sao mẹ ngày xưa không đặt tên ở nhà cho con? Tên ở nhà của con hả? Vâng. Sao con không có tên ở nhà? Ngày nào mẹ Yến cũng gọi là Yến hay Yến, nhưng mà cu hay cu nha, chứ không một Tiến hay Tiến nha. Nhưng mà không biết là tại sao. Bình thường với em thì em có rất nhiều biệt danh để gọi chị. Danh ví dụ như là chị Đại, em hồi gọi là Đại, xong rồi gọi Kìm, Kén gì đấy nhở? Sao mày theo thời thế quá vậy? Thích thế ấy. Nên nói chung là tên đệm ở nhà mà thế là cu. Ngày xưa mình cũng hay gọi lắm, mà giờ lớn rồi mình không còn ra ngoài đường, mình không còn dám gọi nữa. Bố mẹ mình là hay gọi. Mẹ mình ở nhà thì cứ cu ơi cu, cu ơi. Bé ơi. Điều cảm động nhất mà người còn lại từng làm cho mình là gì? Điều cảm động nhất em làm với chị à? Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi mà mẹ ơi. Thì cũng khá cảm động. Bắt đầu đến giây phút chuẩn bị khóc rồi đấy. Thật giả chân, ôi thật giả chân, thật giả chân, ôi thật giả chân. Thật sự ra là đã nói rồi, quá nhiều thứ đã cùng trải qua với chị. Thật ra điều mà cảm động nhất mà Yến từng thấy Tiến làm thì nói chung nó không phải là một cái hành động gì đấy nó cụ thể ấy. Nhưng mà giống như kiểu là cái đợt mà mới vào Sài Gòn xong thì chỉ có mỗi mẹ với cả Tiến Yến Yến trong này. Thế xong rồi thì nói chung là mẹ thì cũng nhớ nhung em, nên nếu mà em mà không đồng ý vào đây thì cũng hơi khó để đấy là điều cái... cảm động nhất đúng. Khiến cho chị hả? Để cho cái sự nghiệp của chị nó phát triển hơn đúng không? Thì khi mà mẹ ở một nơi mà em ở một nơi, xong rồi chị ở một nơi nữa thì nó rất là khó. Thế khi mà kiểu ba người ở chung rồi thì tất cả mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn và không cần phải suy nghĩ quá là nhiều. Thì nói chung là đợt đấy thì lúc đầu chị cũng không nghĩ là em sẽ đi vào. Mà may là đi vào xong mua cho nó một con chó. Thế nó ở tới giờ luôn. Tớ bắt đầu rưng rưng rồi các bạn. Tớ rất là cảm xúc. Tớ đã khóc. Tớ mất cười, tớ khóc chứ không phải là tớ chảy nước mắt đâu. Rồi kể tiếp đi chị. Hết rồi. Hết rồi à? Ừ,
sao em chả nhớ gì nữa nhỉ? Em đang nhớ đoạn em tuổi lắm. Chị nghĩ thân thấy nó không mà nó cười. À quên, nó cười mà nó chảy cả nước mắt rồi. Chỉ tôi đấy các bạn ạ. Đấy là ba từ tôi muốn nói. Tại vì tôi nghĩ là tôi mất khá nhiều thời gian. Tôi nghĩ là cái phần này tôi sẽ để dành cho tập sau. Nên là qua câu hỏi đi. Đoạn này tôi cũng rất là đang xúc động. Ai là người lười hơn? À đó. Không, thật sự cái này thì mình có thể nói được là về cái khoản nào. Nó sẽ chia từng vấn đề. Nói chung mình chỉ chăm chỉ trong công việc thôi. Đúng thế rồi, thôi. Đối với chị thì chị là một con trâu trong việc. Nhưng mà khi mà chị về nhà thì chị là đúng cái con mà đấy, cái con mà chị cầm tinh. Ai là cuộc cãi khi chơi game? Nhưng phải nói rõ chơi game gì cùng nhau, hoặc là ai chơi game nào giỏi hơn ai. Chơi game này... thì thằng Tiến nó giỏi hơn nhiều rồi. Nhưng mà cái vấn đề là chơi game cùng nhau thì cũng ít khi chơi lắm. Bởi vì hạng của hai đứa không có chung hạng. Đúng rồi, không cùng đẳng cấp các bạn ạ. Đẳng cấp này ạ. Game tôi chơi là FIFA và Liên Minh. Thì nó sử dụng trên PC là nhiều. Còn chị chơi Liên Quân, đúng không? Thì đối với Liên Quân ý, em còn không biết chị danh gì. Rank bây giờ là Tinh Anh 5. Tinh Anh 5 các bạn ạ. Còn đối với tôi, Liên Quân uy tín của tôi có 40 à. Tôi còn chơi được với người. Cứ bắt tôi chơi máy anh à, tôi chơi Liên Minh thì chị cũng chơi rồi. Ừ, không. Tại vì chơi. Chị không có thời gian không để thời mà gian ngồi máy tính nhiều. Chứ tao bấm vào ví cũng giỏi lắm á. Này. Kỹ năng mổ cò á. Ừ, đúng rồi. À, kinh nha, mổ cò ấy còn đúng rồi. Và tiếp theo, người kia giỏi làm việc gì nhất? Tiến nó giỏi lười nhất. Đấy là việc tôi giỏi nhất đấy các bạn. Chị giỏi về gì nhất? Làm chị. Đúng không? Đúng. Kiếm tiền nữa. Giỏi không? Giỏi. Một việc thôi mà. Ừ. Chứ chị thích việc gì? Kiếm tiền hay là làm chị? Làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Làm chị thì cũng được. Nhưng mà nếu cũng mà được thôi hả? Có thằng em như em thì được. Hồi bé thì tao thấy không được lắm. Nhưng mà lớn lên tao bắt đầu cảm thấy được. Thì nói chung là nó sẽ phải có thời này, gian. Này mình có thể nhìn thấy là cái vết sẹo ở trên mặt mình này, đây này chính là nó đó. Nó chỉ vì muốn lấy cái kẹp tóc của mình mà nó cào một phát. Này có chuyện lại sai rồi các bạn. Có chuyện nó là như thế này, hôm đấy là sinh nhật mình. À không phải là sinh nhật mình mà là sau sinh nhật mình mấy hôm. Bởi vì là mình nhớ chắc chắn là hôm trước đấy là mình được tặng một bộ Garanger các bạn ạ. Nó Garanger hồi đấy nó đỉnh cao lắm. Đúng không ạ, còn robot xếp hình 5 con linh thú xếp thành. Ông chị dẫm phát gãy bố lớp chân con trâu các bạn ạ. Mới mua. Hồi bé mà. Tao không có ý đâu. Thì đấy. Đó thấy chưa. Chó nó cũng bất đồng quan điểm với chị ấy. Thì hồi bé có bộ đồ chơi quý quá. Thế là một phút nóng giận bốc đồng. Không một suy nghĩ chính đáng một của mình. Thế là đã lỡ tay thơm chị phát má. Càng ngày nó càng to lâu. Ra. Nói chung là mình thơm thì mới để lại sẹo thôi, chứ còn các anh khác thì không có. Đợi câu hỏi. Người kia làm việc gì tệ nhất? Tệ nhất à? Việc tệ nhất là Tiến là học. Có thể. Nó kêu đúng rồi. Ai? Bắc Phi. Nó kêu là có thể, em đã bảo là có thể, chị không nghe thế à? Tệ nhất của chị hả? Nó chỉ có khoảng thời gian chị tệ thôi, chứ còn hiện tại thì... Khoảng nào? Khoảng, nhanh lên. Khoảng cách đây rất là lâu rồi. Nên là thôi, chắc là mình cũng không đề cập rồi. Rồi xong rồi đó. Ai là người có nhiều người yêu cũ hơn? À đấy, chị ấy. Rồi xong rồi, chuyện xong rồi, tớ thì không cần hỏi tiếp. Ai là người có nhiều người theo đuổi hơn? Tớ cũng rất là muốn theo đuổi. Thằng Tiến cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bố. Wow. Có tội nó lười không chịu ra ngoài đường đi quan hệ với mọi người. Xong rồi cứ hay ở nhà. Đi quan hệ với mọi người để đi quan hệ rộng theo kiểu chị bảo là có nhiều người theo đuổi á hả? Không, ý là kiểu quan hệ đấy ra là ngoài khác đường chứ. Làm việc ấy. Thì đây là khác nhau. Có nhiều người thích. Ơi kìa. Sao tự nhiên lại so sánh cái câu ngày chuyện xưa đi học theo ở đuổi trường nó khác. Cũng được nhiều người theo đuổi mà. Nhưng mà cái câu chuyện lúc ngày xưa nó là khác.
Thôi ai lại nói ngày xưa nó là ngày xưa em chờ anh vui góp cái xếp anh vào đầu. Rồi tiếp đi. Dậy theo thì, thời gian dậy thì nó đỡ rồi. Ai là người lụy tình hơn? Chắc là chị ấy. Ôi phải nói rồi. Lần nào yêu cũng đập đầu vào tường. Thế à? Sao chị không chia sẻ với em để yêu em... ta nói mình nghe hết cả rồi. Nhưng mà tại sao mày chị không kể chia sẻ giả vờ, đúng chị, không? Chị không chia sẻ vấn đề chị đập đầu vào tường. Không. Trước khi chị đập đầu đấy chị nên chia sẻ với em. Không nên là yêu thì có nói ai đâu. À thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Miêu tả người kia bằng một con vật mà bạn thấy giống nhất. Tại sao? Chó. Anh Việt giống chó. Bởi vì nó ngoan. Và cái thứ hai nữa là cho gì ăn đấy. Thế hả? Ừ. Được cái rất là dễ ăn. Đó thì cũng rất là kén ăn bởi vì là sao? Tại vì là chị là cùng một lò sản xuất ra. Thế là những món chị ăn là tớ đều có thể ăn được. Ừ. Nghe chị mới cảm nhận như thế. Còn ví dụ là đối với một số người khác chẳng hạn thì sẽ thấy tớ rất là khó ăn. Chưa nghĩ là chị giống con gì chị ạ. Chắc là chị giống con lợn đó. Tại vì là cái hình ảnh con lợn nó đã khắc quá sâu trong lòng em rồi. Thứ nhất là chị cầm tinh con lợn đấy. Thứ vì hai chị là con lợn thôi. Ủa có thứ nhất phải có thứ hai chứ. Thôi có thứ nhất thôi. Dừng lại ở thứ nhất là được rồi. Ok. Bò nói thêm một câu nữa nha. Nếu được đổi chị em mình để làm em hoặc chị của một nhân vật nổi tiếng nào đó thì sẽ là nhân vật nào? Chẳng muốn là được làm thật lòng chị à? Của nhân vật nào? Ừ thật lòng, nhưng mình rất muốn có anh trai. Mình đã mong cả cuộc đời này. Không biết nhưng, đến đời con nhưng mà mình... nhưng mà bây giờ làm sao chị đẻ ra trước mà chị lại có thể mong anh trai ở thì cái đó, thời điểm này thì được. đang mong mẹ ơi là... bây giờ làm sao mẹ có thể đẻ được một ông anh trai mà có thể lớn tuổi hơn bọn con đâu. Đang mong muốn là bây giờ Tiến sẽ trưởng thành để có thể trở thành người đàn ông giống như anh trai của chị, hiểu không? Làm sao mà có chuyện như thế được? Làm sao mà không thể mà có chuyện như thế được? Đã là chị rồi thì làm sao mà không, thì đó kể cả, là ước kể cả, mong của tao mà kể cả trưởng thành nha cũng thế. Ước mong nhiều là... khi ước mong thì là mong ứa. Rồi thế sao thì có muốn đổi chị em? Tớ rất là rời nghĩ. Tớ rất là vui lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Xin chào tất cả mọi người và mong là mọi người sẽ follow và subscribe kênh channel Hoàng Yến Chibi Official. Ok, okay, bye bye.